Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn trở lại kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu game với game Cut the Rope 2. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu game với các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu rồi. Ok. Ok, chúng ta bắt đầu từ đây nhé, ngay bắt đầu nhé. Đây chúng ta sẽ xuống đây là ăn. Ok, tiếp theo chào mừng tiếp theo các bạn. Ok, các bạn cắt đây cắt đây các bạn. Ok, chúng ta qua bờ nhé, đến nhà bờ thứ ba các bạn nhé. Ok, nhà bờ ba. Đây các bạn cắt đây. Cắt đây nhé. Rồi ok. Ok chúng ta nhập vào tiếp theo. Nhập vào tiếp. Đây các bạn ở đây. Cắt cắt đây. Rồi chúng ta định em vào tiếp các bạn nhé. Nè, mình tiếp này. Rồi các bạn đi nhá, cho cái này sao nhá. Ok. Rồi chúng ta định em vào tiếp theo. Đây. Ok. Rồi ok, các bạn nhìn nha, rồi các bạn cắt đây. Rồi ok. Ok, chúng ta đến level tiếp theo rồi các bạn. Đây level tiếp theo. Theo. Rồi chúng ta đến level tiếp các bạn. Ok, đây cái mìn các bạn nhé. Đây level tiếp. Ok, chúng ta sẽ sang game tiếp theo các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ sang game Cyborg 3. Rồi, ok các bạn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ level này. Level 10. Rồi các bạn đi này. Dừng. Và các bạn để ý nhé. Đây các bạn ăn sao. Các bạn cho xuống. Rồi mở ăn sao rồi các bạn. Được 2 sao các bạn. Các bạn để ý xem sao rồi. Tôi vẫn chưa thấy cái sao tiếp theo các bạn. Đây các bạn sao thứ ba này. Ok. Đây. Ok. Các bạn đợi tạm nhé. Các bạn nhảy qua. Nhảy qua. Đây các bạn đang chui xuống. Rồi.
Các bạn quay đầu nhé, đang phải đi quay đầu. Các bạn ăn nice. Rồi ok. Quay đầu tiếp. Rồi chúng ta nhảy qua nhé các bạn nhé. Ok. Đã qua cửa. Rồi ok. Rồi nhé, rồi tiếp theo các bạn nhé. Vừa 11 này. Ok. Rồi các bạn dừng đây. Các bạn ấn đây cho chặn này xuống, các bạn mở ra này. Nó đi các bạn. Rồi các bạn quay đầu luôn, các bạn ăn. Rồi các bạn kéo xuống, các bạn mở đây. Các bạn nhảy lên, để ăn tiền luôn đây. Ok. Rồi các bạn quay đầu. Các bạn dừng lại ạ. Chúng ta hãy đi tìm sao các bạn nhé. Đây một sao rồi các bạn ạ. 2 sao rồi. Con bướm này, cho bướm bay này. Rồi, chúng ta xem sao ở đâu nhé các bạn nhé. Đây sao rồi các bạn. Rồi ok. Chúng ta đi các bạn nhé. Rồi chúng ta nhảy lên này. Nhảy lên. Ok. Chúng ta qua cửa rồi các bạn. Rồi. Rồi chúng ta đến cửa tiếp theo, cửa 12 này các bạn. Number 12 các bạn nhé. Rồi các bạn. Rồi ok. Các bạn ra. Các quay sang. Rồi các bạn dừng đây. Vuốt này đi sang. Rồi các bạn. Ấn vào cho bò sang đi. Dừng lại nhé. Cho bướm bay này. Ok. Ta sẽ tìm sao. Đây là 1 sao rồi các bạn này. Đây là sao thứ 2 này. Ok. Đây sao thứ 3 này các bạn này. Đấy ok. Rồi chúng ta đi qua cửa. Ok, chúng ta đến game tiếp theo. À, level tiếp theo, level 13. Rồi, chúng ta đây. Rồi. Rồi, ok. Cho đi. Rồi, các bạn đi ăn này nhé. Rồi các bạn coi ra. Rồi ok các bạn kéo lên. Rồi chúng ta sẽ tìm. Từ chúng ta quay lại các bạn. Chúng ta phải quay lại. Đây chúng ta quên chưa nhảy đây này. Cái nút vàng này ok. Các bạn nhảy đây để cho mở cái sao ra. Ok. Rồi các bạn qua. Đã ăn sao rồi, 1 sao. Rồi các bạn dừng đây ạ. Đây, 2 sao các bạn ạ. Rồi, 3 sao thứ 3, ok. Các bạn kéo ra tiếp. Rồi các bạn đi. Các bạn nhảy qua. Rồi, ok. Các bạn kéo đi. Các bạn quay đầu các bạn. Rồi các bạn nhảy nhá. Nhảy qua đây các bạn, ok. Nên chúng ta nhớ phải ăn, tìm sao để ăn nhé, lấy sao nhé. Ok. Chúng ta tiếp theo các bạn. Number 14 các bạn nhé. Okay, chúng ta sẽ 1 sao rồi. Bướm cho bay luôn. 2 sao các bạn ạ. Ok, chúng ta vẫn chưa thấy 1 sao nữa đâu. Đó, chúng ta kéo này này ạ. Rồi, ok, chúng ta xuống.
Rồi chúng ta ngồi đây. Để dừng Ừ. đây. Cho nó ăn tiếp ra. Đi nào bạn. Rồi chúng ta mà cho chạy lên. Quay đầu. Rồi chúng ta đi. Dẫm dẫm nó này các bạn. Mình còn quay đầu tiếp. Rồi, anh đây nó xuống à. Quay đầu các bạn. Chạy đi nhé các bạn nhé. Rồi. Rồi các bạn về đây. Ăn sao đây. Thế rồi, quên mất. Cái chúng ta thử này, lại cái này nhá. Hơi bị nội tị. Tôi quên mất cái con kia. Đây các bạn kéo lên. Đây, dừng ra. Cho lên xuống cho. Đây các bạn, ăn sao luôn này. Ăn sao, 2 sao, 3 sao các bạn. Xong đi. Rồi, lên. Bây giờ. Rồi, ok. Chúng ta quay đầu, nó đi à. Bỏ xuống rừng, các bạn đây. Rồi, nó đi. Đây, các bạn cho cái đây các bạn ra đây bạn lại không muốn lại hạ nó ăn này nhiễm ấy rồi ok chúng ta sẽ ăn cái này các bạn nhé mình có một tiền này rồi ok chúng ta quay đầu đi ok chúng ta ăn vào đây luôn rồi bạn lên ok chúng ta qua cửa luôn đấy các bạn ok chúng ta sẽ đến game tiếp theo các bạn nhé. Ok, chúng ta đến game tiếp theo. Ok, New World. Sẽ được không? Ok, chúng ta bắt đầu nhà vừa 32 các bạn nhé. Bắt đầu. Áo thổ lân nào. Rồi, ok. Mà, chúng ta bắt nhảy. Úi giời, sai các bạn. Vậy chúng ta trở lại nhé. Ta chọn người chọn sai. Ok, chúng đây chắc là đúng rồi. À, ok. Đây xem các bạn tấm gỗ hay cái thịt này. Mình nghĩ là thịt đi, tại vì là hay chơi á. Đây giờ các bạn thấy chưa? Rất là chơi. Gốc mình cái coca. Ôi không được. Dạ ok. Đây chúng ta sẽ thử lại đoạn này nhé. Đây quốc. Ok. Game này khá choi đấy các bạn. Các chúng đến game tiếp theo. Game tiếp theo các bạn ạ. Chó. Chuông. Nghĩ đeo tai nghe. Rồi ok, các bạn thấy chưa? Trong cục xương đó, đất của mình ấy. Trời, mình nghĩ nhìn qua. Ok. Rồi ok, chúng ta sẽ thử lại xem. Ok, chúng ta thử lại level này nhá. Ok, chúng ta phải chọn rất là chuẩn nha các bạn nhé. Ta nghe này. Ok, biết nhỉ. Ok. Dán thêm Pikachu. Mình nghĩ là Pikachu đi. Rồi các bạn. Ok, đúng luôn. Ok. Ok, okay chúng ta sẽ sang game tiếp theo các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ sang game. Đây, chúng ta sẽ phải bật mạng lên các bạn. Mở số bật mạng người nhé. Ok, chúng ta sẽ tới game Brand Star này. Ok, chúng ta tắt này đi. Ok, chúng ta bắt đầu chơi nhé. Chúng ta tìm người. Game online các bạn. Ok.
ăn thịt đúng không? Game tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ đến với game đây. Hip Cream Ranker. Rồi, chúng ta bắt đầu. Tìm ra bà các bạn nhé. Các bạn ở đây cái còn xa phết rồi các bạn. Đây, các bạn đi từ từ nhé, không dễ thân dễ lộn ngược đây các bạn chưa. Wow, thấy chưa? Ok, 5.6m. Ok, chúng ta sang game tiếp theo các bạn nhé. Rồi, chúng ta sang game tiếp theo ở game Happy Grass. Ok. Chúng ta bắt đầu. Ok. Rồi chúng ta bắt đầu demo 1 nhá. Rồi các bạn này. Vẽ đường này nó vào cái cốc mà. Ok. Rồi chúng ta qua demo 1 rồi. Đây chúng ta next level tiếp theo level 2. Ok. Ok, chúng ta nhấn cho bài tiếp theo là bài 3 nha các bạn nhé. Ok,
Ok, những cái vật tiếp theo các bạn. Ok, qua nhà vừa 4. Rồi, chúng ta đến nhà vừa 5 các bạn nhé. Ok, chúng ta có nhà vừa các bạn nhé. Nhỏ xuống lên nhà vừa tiếp theo. Ok, ta đến nhà vừa 8 các bạn. Vừa 8 rồi. Rồi chúng ta đến vừa 9 nhé các bạn nhé. Ok các bạn vẽ một cái ngang đây, chia sẻ hai bên. Ok, chúng ta qua 10, chúng ta đến game tiếp theo các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với game tiếp theo. Rồi chúng ta đến với game show run đi. Ok, chúng ta bắt đầu với level 5 nhé. Đây các bạn. Rồi nữa các bạn chạy qua. Ui giời, chuẩn bị dao ấy bắt rồi các bạn. Ok, chúng ta thử lại. Rồi, chúng ta về đây được các bạn. Rồi, chúng ta về tiếp theo các bạn nhé. Ôi, chúng ta lại bị nghiện nướng này các bạn. Ok. Chúng ta sửa lại nhé. Ok. Rồi, chúng ta có cửa rồi, đến level tiếp theo. Các bạn để ý nha. Ok, chúng ta qua cửa luôn các bạn. Rồi, chúng ta lên level tiếp theo. Bị mặc ống chút giận này. Rồi ok, chúng ta sẽ đi qua. Rồi chúng ta sẽ đây các bạn. Rồi ok, ta qua cửa nhá. Ok, chúng ta sẽ tới với game tiếp theo các bạn nhá. Rồi chúng ta sẽ tới với game. Đây, file 13 ngày. Rồi, bắt đầu. Bắt đầu các bạn nhé. Thấy mong, ok. Ok, chúng ta sẽ xem như chúng ta đi kiểu gì nào. Sẽ đi đây thì sẽ xuống kia. Nó vẫn vậy. Đây, xuống đây.
Ok, chúng ta đây. Kết quả chúng ta đây. Đây. Ok. Đọc ra rồi. Rồi. Ok, chúng ta đây xem nào. Đánh này. Ok. Rồi, chúng ta tiếp theo. Okay. Chúng ta sẽ xem đường ở đây các bạn khi đang chỉ xem nào. Xong rồi. Xong rồi. Rồi. Rồi, các bạn xem đây. Đây, các bạn xem đây chưa? Rồi. Để mình có vẻ đây. Rồi. Ok. Ok, chúng ta sẽ sang game tiếp theo các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ tới với game. Đây, Popa. Con khỉ. Chúng ta sẽ cho phép ghi âm nhé. Cho các bạn gửi này. Rồi. Đang ngủ buồn ngủ, các bạn cho đi ngủ nhé. Đây các bạn lên đây. Ok, các bạn nhìn này, nó chuẩn bị đầy nhé. Rồi, ok. Rồi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi cho bạn đồ. Đi vào đất nha các bạn nhé. Đây các bạn ở đây. Cây trồng cây. Đây tưới nước. Mai các bạn tưới nước ra. Rồi ok. Rồi ok. Ta đợi cây mọc hoa xem nào nhé. Rồi ok.
con xuống là vậy, các bạn đây. Ok. Ok. Ok các bạn. Rồi. Ta trồng tiếp đây đi. Rồi ta về nhà. Kệ. Rồi ta sẽ đi ăn. Táo các bạn nhé. Ok. Cho ăn. Giờ các bạn sẽ cho đi vệ sinh. Đây. Rồi ok. Rồi sẽ ra ngoài đây. Đây các bạn tưới nước cho cây này. Rồi ok. Ta tiếp tục ở nhà. Bật game chơi. Ok. Rồi, nó chơi game đại nào tí các bạn. Rồi. Ok. Ok. Đây các bạn, đánh bóng bảng này các bạn. Rồi ok, chúng ta sẽ làm cái khác đi. Chơi cái này thì chăng, vẽ tranh thì chăng. Yeah, vẽ này các bạn. Ok. Rồi, các bạn đây. Không có gì. Ok, quay. Ok, sóng vàng. Ra đây thu hoạch các bạn. Đó, ok. Đi game nuôi chồng các bạn. Có mỗi vậy thôi các bạn.